chair. Lay 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 chair. Tiếp theo là câu hỏi where, là cái sự vật hiện tượng nó đang ở đâu.
Và tiếp theo là trả lời câu hỏi how, tức là nó như thế nào, trạng thái của nó ra sao. Có một phần nhỏ nhỏ đó là bước 2, là cái bước sử dụng các mẹo loại trừ sau đây. Là chúng ta sẽ sử dụng những cái mẹo loại trừ sau đây nhá. Là nếu như tranh của chúng ta chỉ có sự vật hiện tượng mà trong câu có being và quá khứ phân từ để diễn tả là có một người đang làm cái hành động đó, thì chúng ta sẽ loại. Thêm vào đấy nữa là có những danh từ chỉ người ạ. Danh từ chỉ người cũng sẽ bị loại vì trong tranh không có người. Vậy những đáp án nào chứa danh từ chỉ người? Những đáp án nào chứa being pay to để diễn tả là diễn tả tiếp diễn bằng vận thức là bị động và có người đang làm là sẽ bị loại nhé. Tiếp đến nữa này, đó là tranh có người và sự vật hiện tượng, thì chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi sau đây. Nếu như trong tranh chỉ có một người nhé, tranh chỉ có một người, thì chúng ta vẫn đặt câu hỏi, đó là câu hỏi who. Sau đó câu hỏi what là ai đang làm gì và đang ở đâu, trả lời cho câu hỏi where. Tranh mà có nhiều người, tranh mà có nhiều người thì chúng ta sẽ phải trả lời thêm một câu nữa, đó là hành động chung. Đầu tiên vẫn là who, là có bao nhiêu người, họ là ai. Sau đó có một câu hỏi what, đó là hành động chung đã nhá. Đặt một câu hỏi về hành động chung của tất cả những người đó. Sau đó thì thêm một câu, đó là hành động riêng của từng người một. Hành động riêng nổi bật, hành động riêng nổi bật của từng người trong bức tranh. Và vẫn trả lời câu hỏi where, là họ đang ở đâu. Như vậy là đây là những cái bước đầu tiên chúng ta làm với bài thi Part 1 của bài thi Thấu Ích. Bước 1 là phải xác định xem tranh của chúng ta là thể loại tranh gì, có người không. Nếu như có người thì nó có một người hay nhiều người. Và đặt câu hỏi về tranh là who, what, where. Thế còn tranh chỉ có sự vật hiện tượng thì sẽ đặt những câu hỏi như what, where, how và sử dụng biện pháp loại trừ. Nếu không là các thầy nhau. Thế bây giờ sau khi chúng ta nắm vững được cái này rồi, các bạn có còn nhớ là cô dạy là thường thì chúng ta trong cái buổi đảng chúng ta không phải ghi bài đúng không? Tại sao cô lại không phải ghi bài? Bởi vì cô không muốn chúng ta là vừa nghe xong lại mắt nhìn, tai nghe và tay check. Cô muốn các bạn nghe xong hiểu, sau đó check note theo ý hiểu và mind map của bản thân mình thì nó dễ thuộc hơn so với việc chỉ đơn giản là copy từ trên bảng của cô vào đó. Và với lại kế hoạch bài giảng cô cũng đã gửi các bạn, trong này nó có hết ở trong cái tờ màu xanh ấy, tất cả những kiến thức để làm các quan có hết rồi, chỉ là chúng ta có đọc hay không và đây là cô thống kê lại thôi. Nên chúng ta hiểu phần này chưa? Chúng ta có một phút để nhìn qua nhá. Ok, bây giờ cô xin phép xóa đi này. Thế thì cái vừa nãy cô cho mình học đó chính là mình hiểu được dạng thức đề thi này, mình hiểu tư duy ra đề này, rồi mình hiểu format của đề thi này. Bây giờ mình cần thiếu gì nữa? Sau khi hiểu format, hiểu dạng thức thi rồi, thì mình cần thiếu gì để có thể đạt được cái mức độ là tôi có thể nghe, tôi có thể trả lời được câu hỏi, tôi có thể đạt được số điểm mà tôi mong muốn. Cần gì nữa các thầy yêu nhỉ? Chắc chắn là cần một thứ đó chính là vốn từ vựng. Bởi vì có phương pháp nghe, có mẹo loại trừ nên tôi không có vốn từ thì cũng chịu đúng không? Làm thế nào để tôi có thể chuẩn bị tranh bây giờ? Thì đó chính là phần vốn từ. Các tình yêu mở cái tờ mà cô có phát cho các tình yêu ra nào. Ở trang số 3 từ dưới lên nào. Trang số 3 từ dưới lên nha. Bắt đầu bằng number 1 first. Khi nghe nhá, chúng ta nên chú trọng vào chủ ngữ là 1, động từ là 2. Chỉ cần nghe được những từ keywords đó sẽ khiến cho chúng ta biết được là bức tranh đó là gì, đúng không? Nào, bây giờ xin mời anh chị em mình nhìn cho cô. Có 6 câu hỏi tất cả. Và hiện nay cô sẽ cho các bạn thực hành với cô 3 bức tranh trên lớp. Còn 3 bức tranh còn lại chúng ta sẽ là bài tập về nhà. Và bài tập về nhà này thì hạn cuối cùng là bao giờ trả cô nhỉ các tình yêu? 23 giờ đêm ngày mai trả lại cho cô nhá. Và khi trả thì viết các án này, sau đó cộng với lại cái từ keywords mà mình nghe từ của câu đó, xong viết tên của mình và tờ giấy chụp lại gửi lên nhóm giúp cô nhá. 23 giờ đêm mai nha. Và như cô có hứa là tạm thời cô sẽ có hoạt động, sau khi hoạt động đấy xong thì sẽ nói hứa gì nha. Giờ đó chứ. Ok, nào number 1 first. Cô nhờ các tình yêu tập trung vào các động từ cho cô nhá. Cô cần động từ này. Các bạn nhìn này, câu số 1 của cô là cô muốn hướng đến bạn học được cho cô động từ washing the dishes.
washing the dishes là rửa bát. Nào, vậy thì cứ khi nào mà cô nhắc đến từ washing the dishes là bạn phải phản hồi cô ngay là đang làm gì? Đang rửa bát. Bạn có thấy là động từ xuất hiện trong các văn thường để ở dạng gì không? Tiếp diễn. Rồi, vậy cô trò mình cũng đọc tiếp diễn giống họ để mình nói được dạng tiếp diễn thì mình cũng sẽ nghe quen phải không? Nào, washing the dishes, rửa bát. Tiếp nhá, having a discussion. Thì các em có biết having a discussion là gì không? Đang nói chuyện với nhau, thảo luận nghe hơi chẳng nhẽ hai người đang ngồi đây mình sẽ dùng một từ nó đơn giản hơn, nó thuần Việt hơn, đó là hai người đang nói chuyện với nhau nhé. Having a discussion. Tiếp nhá, leaving the restaurant. Leaving. Cái từ này sẽ âm y sẽ kéo dài hơn một chút xíu nhá. Leaving the restaurant. Rời khỏi nhà hàng. Nào, lifting the table. Lift chỉ là động từ nâng nhá. Vậy lifting the table là hai người này đang làm gì nhỉ? Nhấc cái bàn lên. Rồi, tình yêu tiếp tục nhá. Nói lại một lần nữa này. Washing the table, washing the dishes nghĩa là gì nhỉ? Rửa bát này. Having a discussion. Nói chuyện với nhau. Leaving the restaurant. Rời khỏi nhà hàng. Lifting the table. Nâng nhấc cái bàn lên. Tiếp nhá. Bạn nhìn sang phần tiếp theo ở câu số 2 này. Chúng ta sẽ có từ bicycle lying on the driveway. Là xe đạp đang ở đâu? Đang nằm trên đường. And the next one, light up. Các bạn đã cái từ light up. Cô đố tình yêu biết từ waiting in line nghĩa là gì? Là đứng xếp hàng đúng không? Vậy chúng ta có từ light up. Có nghĩa là xếp hàng. Nhưng mà lại còn side by side. Nghĩa là sao nhỉ? Ừ đúng rồi, đã xếp hàng thẳng hàng xong lại còn cạnh nhau nhé. Xếp thẳng hàng cạnh nhau. Light up side by side. Tiếp nữa này, the car is being repaired. Ta có từ being repaired là bị làm sao nhỉ? Đang được sửa. Và tiếp nữa là cô có từ leaning against the car. Tình yêu biết không? Từ này khác nhé. Rất nhiều tình yêu nhầm từ này với từ này. Em mình ơi, các đồng chí, đây là lean là dựa vào, còn đây là learn là học, là nghiên cứu. Nào, leaning against là dựa vào đâu đấy? Nghe thử xem cái gì dựa nhỉ? Bicycle leaning against the car là cái gì nhỉ? Xe đạp dựa vào ô tô, rồi giỏi lắm. Bây giờ thêm một cái nữa nhỉ? Cô vừa nói từ waiting in line là làm gì? Xếp hàng chờ để được làm gì? Có bàn để ngồi. Waiting in line for the table. Tiếp này, opening notebook là mở vở ra. Tiếp nào, group meeting in the room nghĩa là nhóm đang họp trong phòng. And group relaxing, cái động từ relaxing nghe quen không? Thư giãn, relaxing in the porch. Chúng ta làm nốt câu số 4 cho họ tròn nhé. Số 3 nghe cái lẻ lẻ nhé. Nốt cái số 4 nhé. Nào, chair. Bạn ơi, cái từ chair là cái ghế. Chair là cái ghế đúng không? Thế nhưng bây giờ tự nhiên là anh ấy chair the meeting thì lúc này không phải cái ghế mà sẽ là gì ạ? Chairing the meeting là chủ trì cuộc họp nha anh em ơi. Nào các tình yêu nghe cô nào. Chair là cái ghế nhưng mà động từ chair lại là chủ trì cuộc họp nhá. He chairing the meeting. Nào bây giờ nghe xem từ này cô nói nó có khác với từ chair bên trên đâu nhá. Moving chair là cô đang làm gì? Di chuyển ghế, cô chuyển ghế. Tiếp nhá. Meeting là cô đang làm gì? Họp đúng không? Tiếp này, hold. Động từ hold là cầm nắm này, nghe thử cô cầm cái gì nhỉ? I'm holding a paper. Cầm từ đấy. I'm holding my telephone. Cầm điện thoại. Rồi, tiếp nữa nhá. Là từ standing. Động từ standing thì đương nhiên là đứng rồi. Thế đố tình yêu biết I'm standing outdoor là cô đứng ở đâu? Yeah, very good. Đứng ngoài trời chứ không phải đứng ngoài cửa đâu các tình yêu nhá. Rất nhiều tình yêu sẽ nhìn nhầm câu này và thề luôn là cái bức tranh này là đúng là ông đang đứng ngoài cửa luôn. Và nếu mà mình dịch nhầm là xong rồi là sai mất câu này rồi, đúng không? Nào bây giờ cô muốn các tình yêu cùng với cô đọc các từ vựng này một lần nữa nhé. Xong cô sẽ có phần phản xạ cho các tình yêu, đó là cô cho tình yêu 2 phút để tình yêu lường từ trên từ dưới của tất cả các từ vựng này. Xong sau đấy làm gì biết không? Cô nói tiếng Anh, tình yêu phải phản xạ lại, bật lại luôn tiếng Việt cho cô. Kiểu như một phản xạ, bật lại luôn, chứ không phải nghĩ. Thế khi nào mà cô bảo là sharing a meeting là tình yêu phải nói lại luôn là chủ trì cuộc họp. Chứ lại, cô chờ em xíu, là không được, lúc này chưa phản xạ tốt. Một nữa là cô nói tiếng Việt, tình yêu bật tiếng Anh. Cô nói tiếng Anh, tiếng yêu bật lại tiếng Việt. Khi nào mà chúng ta thành thạo phần đấy, cô sẽ cho chúng ta luyện một phần nữa là phần chuẩn bị tranh. Sau đó mới đến bước cuối cùng là cô trò mình cùng nhau nghe xem là tất cả các hoạt động từ nãy đến giờ và có giúp ích gì trong việc chúng ta nghe phát một bài thi xấu ích hay không nhé. Nào anh em ta
cố gắng đọc to rõ ràng nhé, bởi vì có phát âm được thì mình mới nghe được, các bạn cố gắng nhé. Now, washing the dishes. Trời ơi, chưa ăn cơm phải không? Mạnh mẽ lên nào anh em ơi, các đồng chí. Washing the dishes. Washing the dishes. Good job. Tiếp nha. Having a discussion. Having a discussion. Leaving the restaurant. Leaving the restaurant. No, 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 not restaurant. Lại nào, restaurant. Restaurant. Tiếp nha. Lifting the table. Lifting the table. Bicycle lying on the driveway. Bicycle lying on the driveway. Bicycle lying side by side. Mạnh mẽ lên nào các thanh niên, các đồng chí của tôi nào. Being prepared. Being prepared. Bicycle leaning against the car. Bicycle leaning against the car. Waiting in line. Waiting in line. Opening the notebooks. Opening the notebooks. Meeting in the room. Meeting in the room. Relaxing in a boat. Relaxing in a boat. Chairing the meeting. Chairing the meeting. Moving chair through the doorway. Moving chair through the doorway. Holding telephone. Holding telephone. Standing outdoor. Standing outdoor. Okay, so now you will have a 2 minutes to look through from the top to the bottom. Các tình yêu sẽ có 2 phút để lượm từ trên xuống dưới đối với tất cả các từ vựng này. Sau đó sẽ cùng làm phần phản xạ với cô nha. Okay, các tình yêu sẽ có 2 phút nha. Bắt đầu nha. Nhớ là phải lẩm nhẩm đọc này. Còn cái chỗ nào mà mình chưa biết nghĩa thì có thể gọi cô nào. Đúng rồi, washing the dishes rửa bát. Học từ năm lớp 6 à? Xin được mà. Đúng rồi, lớp 6 à. Ôi, thế thì hơi chậm hơi lâu đấy. Lại quá muộn đấy, các bạn gái đã bảo quá muộn. Các tình yêu lầm nhầm đặt đi. Đừng sợ sai nhá. Sai có cô mình đứng đây sửa rồi. Sợ gì? Cứ đọc lên to vào. Chào bạn bên cạnh nghe cùng. Khi mà tạo phản xạ thì các tình yêu sẽ đừng nhìn vào đây nữa nhá. Chỉ nghe cô mình thôi. Cô nói tiếng Anh thì tình yêu bật lại tiếng Việt. Mà cô nói tiếng Việt thì tình yêu bật cho cô tiếng Anh nhá. Sharing the meeting. Sharing the meeting. Ờ, không ai phản xạ tôi à? Sharing the meeting. Chị chỉ còn họ. Moving chair. Đấy, thấy chưa? Chờ hơi lâu, lâu thế là chưa được. Phải nhanh hơn nữa. Phải bật cô như bật tô, nhanh vào. Đó, nào. Lifting the table. Đấy, đấy, phải như bạn này này. Leaving the restaurant. Rời khỏi nhà hàng. Nhà, yeah, ok. Các tiên sẵn sàng chưa? Ok, ready. Cô đã tiếng Anh chưa nhá? Nhưng mà phải bật lại nhanh nha. Cô thấy tình yêu nào mà không nói mà tự giả vờ mất máy là cô nhìn thấy hết. Cô sẽ gọi tình yêu này đứng về để trả lời một mình đấy. Nào, bắt đầu nhá. Having a discussion. Yeah, thảo luận nói chuyện với nhau. Tiếp nào. Watching the dishes. Các bạn nhớ này, vừa mới thảo luận xong đúng không? Tiếp nhá. Sharing the meeting. Moving chair through the doorway. Chuyển cái ghế qua cửa đúng không? Standing outdoors. Đứng ngoài trời rồi đọc quá. Tiếp nữa nha. Meeting in the room. Họp trong phòng. Ồ thế đi. Now opening the notebook. Mở ra rồi. Tiếp nữa nha. Waiting in line. Very good. Bicycle line up side by side. Xe đạp xếp cả hàng cạnh nhau. Rồi tiếp nữa nào tình yêu. One more time. Two people leaving the restaurant. Hai người rời khỏi nhà hàng. Nào bây giờ cô nói tiếng Việt nhá. Giờ bác. Quá đáng yêu. Nữa nào, chủ trì cuộc họp. Sharing the meeting. Chuyển cái ghế qua cửa. Moving chair to the doorway. Nữa nào, cô lại quên mất cái từ này rồi. Thư giãn là gì nhỉ? Relaxing. Nào, nữa nhá. Một từ nữa nhá. Xe đạp xếp thẳng hàng cạnh nhau. Bicycle, fly up, side by side. Mỏi là mình quá giỏi. Chúng ta đã nhớ được từ vựng rồi. Thì bây giờ cô nhớ một phần nữa. Đây là cái phần rất quan trọng. Đó là
action để chuẩn bị tranh. Tình yêu mà không chuẩn bị tranh mà tình yêu cứ ngồi rung đùi và nhảy vào ngay ngay ấy, thì thật sự mà nói là chúng ta sẽ không kịp, bắt kịp đâu. Vậy thì cái công tác chuẩn bị tranh là cực kỳ quan trọng. Chúng ta sẽ chuẩn bị các cô 4 bức tranh nhá. Và 2 bức tranh còn lại trong tình yêu mang về nhà nghe. Và 23 giờ đêm mai phải trả đáp án cho cô nha. Nào, chúng ta chuẩn bị cho cô 4 bức tranh đầu tiên. Chuẩn bị thế nào bây giờ ạ? Chúng ta sẽ theo hai bạn một đôi nha. 1, 2, 1, 2. Cứ từ kiểu đó sẽ là 1, 2, 1, 2 nhá. Tình yêu số 1 nào sẽ chuẩn bị cho cô 2 bức tranh đầu tiên. Tình yêu số 2 sẽ chuẩn bị cho cô 2 bức tranh sau. Và sau đó chúng ta sẽ quay sang thảo luận nói những gì mà mình vừa chuẩn bị cho bạn mình nghe. Được không ạ? Như vậy là chúng ta tiết kiệm được thời gian đấy. Và mình nghe từ bạn nó sẽ dễ nhớ hơn là mình tự làm một mình đi một mình lâu lắm. Các tình yêu hiểu ý cô không? Nào, tình yêu số 1 chuẩn bị mấy bức tranh? 2 bước, bước mấy nào? 1, 2. Tình yêu số 2 chuẩn bị bức tranh? 3 và 4. Nào, và mấy phút nào? Cô nghĩ là chỉ 1 phút là chúng ta xong nhỉ? 1 phút chuẩn bị và 1 phút chia sẻ với bạn mình nhá. Vậy tổng cộng là chúng ta có 2 phút. Nào, bắt đầu nào. Tình yêu nào mà không làm việc với bạn mình là cô sẽ cho tình yêu đứng lên tự chuẩn bị một mình. Nắm đi, nắm đi. Cặp đôi nào xong trước thì gọi cô nha. Bạn nào xong trước thì gọi cô. Đấy, được rồi, bức tranh này đầu tiên tôi chuẩn bị sẵn đi này. Đó, quay sang trao đổi với bạn mình nào. Đi một mình rất lâu, đừng nhìn vào lời của bạn nữa, đừng nhìn vào từ vựng nữa. Bây giờ thì không được dùng từ vựng nữa rồi các tình yêu ơi. Bây giờ không phải thời gian nhìn vào từ vựng nhé, mà chỉ được nhìn tranh nhá. Và vận dụng những gì cô vừa dạy để tả với bức tranh này. Nào, có nhớ không? Tranh có người thì sao? Đúng rồi đó. Nào, tranh có người để xem họ đang ở đâu, họ đang làm gì. Nào, bắt đầu, cố lên nào. 2 phút nha các tình yêu. Chúng ta sẽ có 2 phút để chuẩn bị nha. Nhóm nào xong gọi cô nha. Không được, đáng yêu thế. Các bạn ơi, cô đã tìm được nhóm nhanh nhất rồi. Bây giờ chỉ cần nghe các bạn chuẩn bị tranh xem còn đồng ý không. Nếu không đồng ý là sẽ được thưởng này. Nào, xin mời tình yêu trước. Tình yêu vừa chuẩn bị bức tranh 2 và 3, à 3 và 4 đúng không? Thế thì em nghe mấy từ bạn, nghe 1, 2 từ bạn đúng không? Bây giờ em chuẩn bị bức 1, 2 cho cô. Nhắn tin nộp bài tập luôn thì bạn ấy
Giọng nói mở, pha nhanh, các tình yêu nghe vẫn đảm bảo cho cô. Đúng hết cả 4 đáp án nha, đúng hết 4 câu nha. Cô lại quên mất rồi, bạn tôi chuẩn bị quyết tranh số 1 thì là có mấy người nào? Trả lời đúng như kỹ thuật câu bảng này, trả lời câu hỏi gì? Who là gì nào? Two people, họ đang ở đâu? Đoán đi. Ở nhà, ở restaurant hoặc là cafe đúng không? Ở quán cà phê hoặc nhà hàng đúng không? Họ đang làm gì? Sitting and... Nói tao không nghe? And having a discussion. Nói mạnh lên nào cả lớp ơi. Two people in a cafe, in a restaurant. Và gì nữa? Having a discussion and sitting and having a discussion. Vậy là tạm nữa đáp án đọc chứa từ đấy. Đấy là câu trả lời nhá. Nào có trên số 2 có người không ạ? Không có người thì những đáp án nào mình sẽ loại đi nhỉ? Đáp án nhiễu ấy. Being P2 là 1, danh điều chỉnh người là 2. Với lại các bạn thấy có một cái ô tô đúng không? Cái ô tô này đang làm sao? Đang đỗ thì sẽ là car park. Còn những cái anh thanh niên xe đạp này thì sao nào? Bicycle, light up side by side. Rồi, tiếp nhá, bức tranh số 3 nào các tình yêu. Các tình yêu nhìn thấy có rất nhiều người đúng không? Vậy thì cô bảo rằng là nếu mà tranh có nhiều người thì phải tìm hành động chung nhất. Nào, hành động chung nhất là gì? Some people meeting in the room, gather in the room. Nữa nào, bức tranh số 4 thì có mấy người? Thì sẽ là one man. Anh ấy đang làm gì? Moving chair through the doorway. Yeah, very good. Okay, so now, let's listen. Đây là đến lượt các tình yêu nghe nha. Đang tai nghe vào nào. Check xem là tai nghe của mình ổn chưa nha. Ok chưa ạ? Đó, bây giờ cô sẽ mời các tình yêu của cô nghe nha. Và phải đảm bảo là chúng ta đúng hết, không sai câu nào nhá. Chờ cô xíu nhá. Thời gian đấy cho những cái bức tranh mà mình cần chuẩn bị xem có đủ vì thời gian không nhé.